chiều nay gió đông về rừng rừng đến bến sương đời nay gió xưa về thăm con người tìm con nhớ người mà sao phố mờ vắng tìm sâu lạnh buồn điên đường rồi nhìn mai sẽ xa đi cuộc đời biết đâu tìm đường hoàng theo tên linh biết đâu cuộc đời ngày mai đổi thay mà tôi vẫn còn nhớ 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 phố xây ban đầu nghỉ ngủ nước nhớ buồn em đã xa xa rồi đất tôi nhớ mong người theo số đông tình yêu xa vắng và nơi cuối đời nhớ về sinh tình đến bến xưa đời nay gió xưa về thăm phố phường tìm bóng nhớ thương mà sao phố phường quá tiếng sông lạnh buông điên đường rồi nhìn mai sẽ xa đi cuộc đời biết đâu tìm đường bằng neo tư linh biết đâu một ngày nhìn mai đổi thay mà tôi vẫn em đã xa ngang rồi tình tôi nhớ mong người theo số đông tình yêu xa vắng vào nơi cuối đời nhớ sầu đông con tim bao giờ rồi ngày mai sẽ xa đi cuộc đời biết đâu tìm đường vàng nếu từ ly biết đâu cuộc đời ngày mai đổi thay mà tôi vẫn nhân buồn em đã xa ngang rồi tình thôi nhớ mong người yêu số đông tình yêu xa vắng vào nơi cuối đời nhớ sầu đông còn tình bao giờ sát luôn. Đây em chia sẻ cái cấu hình FS nha. Đây là anh xài công van số nha. Hiện tại bây giờ công van số này nó giống như cái công van số này nó sẽ làm nhiệm vụ giống cái mixer. Giờ nó sẽ đẩy lên cái con cốt này để mà xuống men. Đó. Thì kênh 12 rồi sẽ đánh full, 12 đánh full. Số 3 là sẽ đánh cặp ở trên này, đánh dạng như là phụ tiếng full thôi. Rồi bắt đầu số 4 là đánh sub. Đó, bây giờ em sẽ quay cái cấu hình FS nha. Đây, chị em coi nha, em bấm từ từ. Đây. Đó, có máy thông số à. Đây. Ok anh em, có máy thông số à. Men nè. Đây, men out. Men là tại vì á cắt đặng đưa xuống cốt. Đưa cái cốt này nè, cái cốt này nè. Bắt đầu cái cốt này nè. Rồi súp súp mới cắt là từ ok. Súp là lấy từ 30 Hz
cho tới là 100 Hz. Đó. Ok anh em. À, thử tiếng micro alo cho anh em coi ha. Mình sẽ alo tiếng micro nha. Đi lô 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nói chung là cái van số thì nó không bao giờ xì đẹp bằng cái con mới 400 anh em. 2, 3, 4, 5, 6. Mà có đó không? Ok anh em. Hiện tại bây giờ đang đi cái bộ loa là một cặp loa súp Nessel. Mẫu Nessel nha, con của Trung Quốc. Con Bass Trung Quốc. Con Trâm. Một cặp AT của Thanh Huy. Bass 75, Trép 750. Và một cặp Masu mua ở trên Mỹ Tho. Cặp này hàng bãi mua xài không thấy đứt hết. Chung 3 tấc mà cũng trâu bò lắm, xài cũng trâu bò lắm. Đó, có nhiêu đó anh em. Men đó thì sử dụng một con Wood 2 để đánh full nè. Con kia đánh súp. Con kia này một kênh thì đánh súp một cặp. Con kênh thì đánh cặp Masu. Còn ông nội Wood 2 này thì đánh một cái loa full. Đó. Tết bài mới cái bài hương mía tình em. Hương mía tình em. Yeah.
sự nhỏ liền.